Ngày thứ hai, thứ ba, mặt trời chuẩn bị lên các bạn ha. Đốt cái lửa cho nó ấm các bạn. Đây, bạn này là vệ sĩ nha các bạn, bảo vệ khu này. Kiki, ăn hết chưa? Cho đồ ăn các bạn. Ngồi ngủ đây luôn nè, ngủ đây luôn á. Lạnh quá trời lạnh luôn. Giờ mới có 5 giờ rưỡi nha, mặt trời chuẩn bị lên nè. Phía bên hông xe có ai vô bạn, thì buổi sáng có nhiều người ta đi đến đây thì chụp hình lắm. Cái mặt của tôi bây giờ 5:30 sáng rồi, không mưa nữa. Đây có nhiều người đi chụp hình cưới lắm á, ta tới chụp hình cưới. Trên này ngủ rồi, hello mọi người, buổi sáng. Lạnh à. Trời ơi, một hồ phía sau nhìn đẹp ghê các bạn. Đó, kiểu như phải chiếu xuống cái mặt hồ á. Bây giờ là 6 giờ mấy rồi. Thì bây giờ mình pha cà phê mình uống. Uống cà phê xong thì chắc có dọn dẹp từ từ, chắc không ăn sáng đâu. Uống cà phê xong rồi mình sẽ để cho nắng lên một tí xíu, khô khô mấy cái bạn, mấy cái lều. Bắt đầu mình di chuyển về thành phố Đà Lạt và ở khách sạn một đêm. Thì đó, mình cũng đi về, mình cũng có thử. Nói chung là thấy cũng ổn các bạn ơi. Nhưng mà lần này mình đi thì hôm nay là tập thứ ba rồi, series kết thúc tập thứ ba. Thì mình vô Đà Lạt coi có gì hay, cái gì vui không mình sẽ quay thêm đó. Thì chút nữa mình sẽ quay cái cảnh mà hai vợ chồng mình dọn dẹp cái bạt lều này coi có lâu hay không. Thì thường dọn thì chắc cũng không có lâu đâu, nhưng mà phải đợi cho nó khô các bạn ơi, hôm qua giờ nó ẩm á, còn không thì về thành phố thì mình phải phơi khô đó, vệ sinh cái lều. Nói chung là cái cảnh thì cũng rất là đẹp đó. Thì qua cái chuyến đi này thì mình lại học hỏi thêm được nhiều cái kinh nghiệm, nhiều cái cách cột bạt tăng dây rồi cách nhiều thứ lắm các bạn. Đó, sẽ úp lều sao hợp lý. Thì chắc hẳn có rất nhiều bạn sẽ comment hỏi là tại sao lều là mình để kế bên cái lều vệ sinh, để cái bên cái nhà vệ sinh thì có cái chỗ bồn đi vệ sinh nên là sẽ không có hôi. Và cái việc mà như thế thì nó cũng không ảnh hưởng gì. Còn tắm á, thì thật ra á, thì hai vợ chồng mình á, hôm qua giờ
nước dội cũng khá là ít để mà thấm xuống cái nền dưới cái lều thì mình thấy là không có nha. À, tại vì cái nền của cái lều mình nó rất là chắc chắn, nó không có bị kia đó. Ok, thì buổi sáng đi bộ vòng vòng cho giãn gân giãn cốt nha các bạn. À, chỗ này mà đi tập thể dục sáng đã lắm luôn á. Trời, mình không hiểu sao nha, mình lên đây á thì tối 9-10 giờ mình muốn đi ngủ rồi các bạn. Còn dưới thành phố nguyên cả ngày làm, tối 9-10 giờ chưa ngủ, 11-12 giờ mới ngủ không à. Ở đây 9-10 giờ mình mới ngủ, 9 giờ là hôm qua là coi phim xong lúc 9 giờ rưỡi cái bắt đầu mình sàn sơ dọn dẹp rồi bắt đầu đốt lửa thêm rồi thả cái bạt xuống cho nó ấm các bạn, rồi làm lan tin rồi cái kiểu cũng 9:45 bắt đầu thấy sụp nguồn vô cái ngủ liền luôn các bạn. Mình ngủ tới 3 giờ. Kỳ này đi á thì đáng tiếc là điện mình chưa có đủ, để kỳ sau đi, kỳ sau thì mình sẽ làm đầu tư thêm một cái trạm điện 3 kg đó, như mình hôm qua mình có nói. Thì làm như thế nào và như thế nào nữa thì mình sẽ báo up lên khi mà làm xong ha. Thì cái pin năng lượng nó sẽ có hai nguồn nha. Một á là cái trạm điện và hai là cái pin, cái dung lượng pin. Thì cái dung lượng pin bây giờ nó đang thấp, nó ít, không đủ xài. Mình phải làm cái dung lượng nó tới 3 cái điện là 3000W, 3000 mAh, là 3000 mAh, để mình đấu vô cái thằng kia là 500W, là khoảng tầm, nói chung là thấp lắm, khoảng tầm 140.000 mAh thôi, thằng kia là 3000, gấp 30 lần thì xài nó mới được. Đó, thì nó tăng cái dung lượng lên. Thì nó không có mắc lắm, pin khoảng tầm 6 xe pin thì đóng này nọ xong chắc cũng khoảng 8-9 triệu. Loại xịn là tốt nhất luôn hiện tại. Đây, đó, cái lều của mình ha. Thì cái này là nhu cầu của mỗi người thôi, nên là cái camping này tùy gia đình. Có gia đình thích mà đem quạt là đủ rồi, không cần xài máy lạnh cũng không cần cái kia. Có gia đình thế này cái kia, để tùy gia đình nha. Còn gia đình mình thì không cần mát, không cần cái đồ đựng đá, không có đá cũng được, uống nóng. Lên Đà Lạt uống nóng đã lắm. Thôi, bây giờ mình vô mình nấu nước. Mình vô mình nấu nước, mình pha cà phê mình uống nha cả nhà. Ở đây là có cái bến thuyền. Thì mình thấy là qua đây là có rất là nhiều người vô chụp hình nha các bạn. Đi qua bên cây thông cô đơn. Bánh nó phòng nó cứng ngắc luôn, bự. Anh nói đi này phải có đốt lửa, đúng không? Hôm qua tắt than cái là mạnh liền luôn. Tối ngủ lại. Cái gì vậy? Trời. Ai ngáp kìa, ngáp khò cái vậy? Cái này đúng không? Cái gì có cái nướng á. Cái này nướng hả? Nhìn bắt trước mẹ quá. Nhìn bắt trước mẹ. Nhìn thơm quá à. Nhìn rát lên tay mẹ luôn. Ủa, đi hồ ta.
Kỳ sau á, cà phê pha ở nhà. Sao tống vô chai nhỏ đem theo, sáng dậy uống. Cà phê điên hả? Cà phê điên á. Hỏi gọi uống cà phê gói. Cà phê điên ở nhà cũng kê hơn. Có cà phê điên. Cà phê điên với sữa, mình có sữa. Cái gì tao phương. Cà phê gói bình thường đúng không? Nó không đến nổi. Đã. Trời ơi. Uống nóng đã ghê á. Út kiến đâu ta. Vậy vậy đi xíu đi rồi kéo ra rửa mặt ra ngoài này. Quá trời gà luôn trời ơi. Bú năm con luôn, bu lại đây sáng sớm gì vậy ta? Chỉ ăn hả? Không vậy. Cái củi màu đen không chứ đứng nó bổ cái củi màu đen. Kè nguyên đám đứng kìa, tự nhiên đứng một gì. Đúng là phải ở đây 3 ở đây 2 đêm. Chứ mà bung cắm hết dọn đêm dọn thấy quải á. Nó không hưởng thụ được gì hết á. Như ngày hôm qua nguyên ngày mới may ra. Chứ chưa hết hôm qua tới trưa thấy dọn đi rồi thấy quải rồi đúng không? Sẽ có khoảng nghỉ. Đúng rồi, có khoảng nghỉ. Kì. Qua nó ngủ tới đây nè, ngủ đây nè. Sáng luôn. Ừ, lại. Kêu nó. Nó lại hả? Kêu kì kì cái nó lại. Ờ, cho con rồi ăn nè. Ủa, cái gì đâu, kêu lại chơi. Bạn nào lên Đà Lạt ghé chỗ này nhớ thằng này nha. Thì, mình cho nó ăn nhớ đừng cho xương. Thấy mặt không? Để đây nha. Ăn đi. Thôi khô mực luôn mọi người. Khô mực nha. Ngén luôn à hả? Hôm qua được ăn thịt bò thân ngoại đồ. Trời ơi, cảnh này thì phải mở miếng nhạc nghe các bạn ơi. Ê à. Cà phê nóng bốc khói luôn nè. Cà phê mốt ngã lớn cà phê nha. Sáng em phải qua nha. Chào con nha. À, xong là con tối qua là con giữ an ninh trật tự khu này. Hay lắm các bạn. Ai mà vô nha kêu một tiếng động ngoài kia hoặc xung quanh thôi là đứng sổ liền. Đó là cái ngày đầu tiên mình không biết á. Còn ngủ hơi chập chờn, hơi canh. Qua ngày thứ hai là ngủ một phát luôn. Tối 9 giờ ngủ tới nằm xuống là ngủ tới 10 tới 3 giờ. Xong cái mình ngó ra thấy em nằm ngoài này, rồi yên tâm ngủ tiếp. Hay lắm các bạn, nó sổ một cái là mình biết ha. Nên là ví dụ như có những ví dụ các bạn đi một chỗ khác nữa, ví dụ có con như thế đó, mà canh vậy, các bạn nên ví dụ như cho mấy em xúc xích hoặc là cho miếng đồ ăn cũng được, yêu thương trả công xíu thôi các bạn, đúng không con? Nè đó clip nha. Đó cái mặt này nè, này là con gái của em trai nha. Gái hả? Xuống con coi biết bắt tay luôn nha. Kì bắt tay con. Bắt tay đâu rồi nè, bắt tay đó, bắt tay luôn. Phải không? Đó thôi cà phê mà uống gì ba, uống cà phê gái là tưng của mày với hồ á. Thôi dọn cà phê xíu chút về nha. Thôi nha, đến ra đây làm gì, ngồi xuống con, ngồi xuống.
đang nướng. Dậy nãy rồi, kêu tụi mình dậy đó. Xong rồi ai cho uống sữa xíu, xong rồi. Đó. Ai xíu xong uống sữa, sữa xong giờ bả vậy đó. Ấm lắm nha mọi người. Tối qua là còn những giọt pin cuối cùng là bấm sưởi. Con gái mới dậy rồi, con gái mới đã tỉnh rồi, hết nướng rồi, hết nướng rồi các bạn ơi, hết nướng rồi. À, công chúa hết nướng rồi. Đây. Đây. Mẩm nha nha. Ngắn các bạn đang ngồi ngắm mặt trời nha. Ngắm hoàng hôn lên đó mà. Bình minh. À bình minh qua lộn nha. Hoàng hôn là buổi chiều tối nha. Con gái mới nhìn gì vậy? Nhìn lửa mà hay nhìn loa, nhìn cái loa màu vàng hả ma. Hết rồi, hết rồi. Đó, nhìn mây, nhìn núi vậy con. Núi nhìn sông, nhìn hồ đi. Đó, có con security nữa nè. Để mẹ con đi đánh răng xíu nha. Rồi, và gia đình mình đi nha. Gia đình mình tổng thống sáng, gia đình mình như là mình đi dọn dẹp xong gia đình mình đi về luôn ha. Gia đình sáng nay ngoan nha. Ý camera kìa, camera ý luôn. Gần tập bây giờ. Thôi đi đâu đi đi con. Rồi chút những chủ kiếm. Có nhà không mở đi qua đây ở đi. Buồn chứ em. Cuộc sống nó vậy á. Cái gì mà lâu lâu có thì nó trân trọng hơn là cái nào cũng có sẵn. Anh đang nói gì mất. Anh đang bị lấy gì mất. Không biết trân trọng. Ai nói vàng mít đi, mình cũng chuẩn bị đồ ăn nha. Nấu mấy phần kia sẵn hết. Ý là lâu lâu có. Vậy này, mốt như này phải đánh răng nữa đó, biết cho. Mốt như này phải đánh răng nữa. Mốt để bay về bay nghiên cứu ba làm cái này, còn các bạn muốn ba kéo ra, mốt ba kéo cần cái này. Con à, còn nhiêu là chùm kính bít hết rồi, cái chân chùm luôn, cái tay cũng chùm luôn rồi ba. Nè, có cái tiếng cái tay này, hí ha, nhìn nó mặt trời lên đó, thấy chưa? May kìa, may tan kìa, thấy chưa? Mẹ đang đánh răng kìa, mẹ muốn mình phải đánh răng á, biết chưa? Chút vào bệnh lấy thêm nước để có rửa gì rửa. Nhấn cà phê không Khoa? Thôi. Không muốn hả? Cái đệm qua hơi ướt chút. Về ghế gì vậy? Thôi. Không biết sao. Ướt á, hay có nước. Chắc quạt mưa á. Hôm qua lúc mà vũ nước nó len len, chắc len vô. Nó nghĩ ra phía đầu bên kia. Yeah.
từ. Bẻ hả? Nhá bẻ hả? Đang đi hứng nước các bạn, để về vệ sinh mình rửa luôn, rửa xong phơi khô rồi mình về thành phố mình khỏi rửa, cất rửa sạch sẽ để cho nó gọn tiện, chứ về thành phố mình lôi ra vệ sinh nó cũng quải. Khu này được cái là qua mấy giờ mình ở thì thấy rất là yên tĩnh vào buổi chiều tối thôi nha, với giấc sáng này chứ chưa người ta vô đông hát karaoke rồi cái kiểu. Lạnh hoảng quá. Sắp 30 kg. Ok. Hả? Xoay quanh cái cuộc sống hôm quay bữa giờ các bạn. Đây là ngày thứ 3. Thì nay tập thứ 3 rồi. Thì bây giờ nhộn nhịp. Thì chắc khoảng 8 giờ 9 giờ xong mình sẽ vô trung tâm ở khách sạn Nhật Vi 2 mình đặt trước rồi. Chỗ đó có 400 ngàn thôi. Hai vợ chồng mình thường hay ở và thích chỗ đó, có bãi đậu xe ô tô nó thoải mái, lên xuống lấy đồ thoải mái không. Họ có 400 ngàn, mình ở từ đó tới giờ luôn á, gần cả năm nay, trước đó luôn, trước đó hay ở chỗ này chỗ kia nhưng mà không qua chỗ này. Rồi giờ mình đi nha. Ở nhà không sướng đâu. Cái nấm hay gì ta? Cái gì lạ gì vậy? Nấm hay gì ta? Nè. Vải liền. Mình phết.
Ok các bạn, thì hai chồng mình cũng dọn sắp xong rồi. Nãy giờ chắc cũng được tiếng. Vừa dọn vừa vệ sinh lau luôn nha, sạch sẽ. Cái này thì mình đang để cho nó nắng tí xíu để nó khô. Em kéo hết đây. Mấy cái đây kéo kéo hết toàn bộ. Rồi. Ở trên thì nó sẽ hơi ướt nha. Thì cái này cái tăng riêng ở phía trên nè, là cái tăng riêng nha. Còn cái này dưới cái lều riêng, sẽ xử lý cái lều trước, xong rồi sẽ đóng cái tăng vô. Thì cái này cũng khá là nhanh, không có lâu đâu. Nên là mình về phơi nắng tí xíu. Nói chung là thấy dọn dẹp cũng tương đối rồi đó, ổn rồi đó. Cái khăn này phơi xíu cho nó đỡ ẩm. Còn qua giờ là tắm rồi cái kiểu á. Ok. Bị ướt tí xíu bên trong để lau khô sạch sẽ luôn nha cả nhà. Trên này đang làm gì ạ? Hả? Trên này ngoan quá. Trên này nằm này yên cho ba mẹ dọn dẹp luôn hả? Hả trên này? Hả? Bây giờ ba quay cái ghế chủ tịch cho con ở ngoài nhìn nha. Ok, để ba quay nha. Nhá đuôi ạ. Quay trên này ra đây à. Trên này ngồi ngó cây nắng nắng. Cây đằng xa kìa. Hả? Đúng không? Thấy không? Thấy không? Hả? Con gái ba sao? Rồi xíu nha. Rồi. Để mẹ lau xong mẹ ra mẹ canh con. Ba vô ba dọn nha. Chia nhau ra các bạn. Thật ra thì cái này mình cũng cái dọn cũng xong, cũng cơ bản rồi. Chút xíu hôm qua bên chỗ kia vô 70.000 dạo một vòng. Bạn nào quyết định vô đó thì mình đã nói rồi ha. Vô chọn 70, hai người 140. Hả? Cái này nhìn. Rồi. Mẹ giao lao xong rồi bay vô. Bây giờ mình sẽ hạ trại nha các bạn. Mình sẽ hạ cái lều xuống. Ok mọi người, đây đang để phơi khô một tí xíu cho này nó xuống nha các bạn, xuống nước nha. Nó khô không được, tại vì á theo mình biết thì để ẩm quá nước ngậm chỏng mà nước với nắng thì nó sẽ bị mục, lâu ngày nó sẽ không còn tính năng không chống nước nha. Đang banh ra thì sau cái kỳ này về thì mình sẽ dọn cái tăng bên kia ha, tháo cái tăng bên kia ra luôn thì mình không có xài cái tăng bên kia nữa, và sau cái chuyến này về mình cũng tháo hết để đi đăng kiểm.
đăng kiểm xong rồi về sẽ lắp lại cái tăng này, thằng kia bán ha. Đó, vậy đơn giản vậy thôi. À, nếu được thì sẽ làm thêm một cái, có thể là cái tăng bạc mà nó nằm ở phía sau là quá ngon, mà thôi để từ từ đi. Đó, mình đã dọn dẹp sạch sẽ hết nha các bạn, không có cỏ rác. Rác thì mình gom qua đây hết rồi, rác mình gom hết toàn bộ qua khu vực phía bên đây gọn gàng. Để kiểm tra lần cuối coi mình có sót gì đó hay không. Nắng ghê các bạn, bây giờ chưa 8 giờ à. Mình đang phơi cái lều cho nó khô tí xíu rồi mình cuốn lại luôn. Hai cái ghế chiếc khăn, toàn bộ đồ thì mình đã dọn lên trên xe rồi. Đây ha. Đó, dọn lên xe. Hồi nãy có cái vỉ màu đen em dọn luôn rồi đúng không? À, ok ok. Sữa gì khách sạn mà à. Nó kêu nó đang có khách ở rồi, là full phòng hả? Không, nó kêu phòng nó đang có khách ở, nó chưa có khách chưa check out. À, cái phòng vệ sinh ở cái phòng mà đang chờ đó, đang chờ đó hả? Không sao, thì nó kêu khi nào khách check out. Tháo bên kia, tháo bên kia, tháo bên luôn. Đang kiểm cho bên kia làm chắc toàn. Xong rồi tháo bên kia luôn bán. Ai muốn mua thì inbox mình nha. Xong rồi. Ok. Xong rồi các bạn ha. Giờ còn gì nữa ta? Ủa còn gì nữa sao quá à? Về ít hơn đi. Ba coi còn nước nha. Mua cho mình không? Bao rác màu đen để đâu vậy? Cái cũ á hả? Ừ. Như trong trên này nè, sao vậy? Đựng gì? Bỏ rác dục chứ gì? Bịch, cái bịch vuông hay hen đó là bịch bự nhất á. Cái bao rác màu đen có chồng thì nó không có. Trong đó, trong đó có bịch. Chó nó dí mấy con bò.
tuổi ha. Khôn hả? Cái ba lô này còn chỗ để cho không? Còn đấy. Hoặc còn để đây cũng được. Gì đâu mà bao rác bự. Bây giờ em mở nè, đã kết nối nè. Bây giờ em mở thử bên nè. Em mở nhạc thôi nha. Nói chung là cũng tới lúc là vận dụng cái gọi là cái gì anh? Cái bò rác mình sẽ treo lên. Đây. Mình đi ra ngoài này được. Thì nó cũng chỉ ngoài đầu đường đây thôi nha. Nó hít chắc không anh? Gì? Hít chắc không? Trời, trời chắc luôn. Bữa đầu cái này là của cái của miếng mèo á, tới lúc xài cuối cùng cũng đã tới lúc xài các bạn. Cái này mình ra đầu đường thôi nha các bạn, ngoài đầu đường, ngoài đi lên cái dốc ngoài đầu đường là có rồi, dục rác vô chứ không có chạy luôn nha. Hôm nay cũng chạy luôn đó. Thứ nhất là không bị hôi đúng không? Không bị hôi, không mỹ nữa. À, chỗ để rác không bị hôi mà không mỹ nữa. Cái này mình chỉ chạy ra cái chỗ đổ rác ở ngoài đầu đường thôi nha. Cái này không nhớ em cầm hả? Để em cầm, em đưa tay ra cửa sổ á. Cái này thì em tin về cái độ chắc chắn rồi, hay khi em sợ á. Rồi. Xong. Đó, em lên phía trước đây nè. Cẩn thận như con này nha. Ok các bạn, thì bây giờ tụi mình sẽ di chuyển về nha các bạn. Xong. Ok. Rác mang về luôn.
sau hồi di chuyển thì tụi mình cũng đã tới được khách sạn Nhật V2 chỗ cũ. Ở bên kia là Bình Minh ơi, đây cực kỳ đông luôn các bạn. Này mới có thứ tư thôi mà nó đông khủng khiếp. Và trời cũng đang chuyển mưa. Mình thì thích đi Đà Lạt mà trời chuyển mưa như thế này lắm, nó mát. Còn không nắng nó rất là ham luôn. Đó. Đi hồi đi nắng rồi về đen hơn đi biển nữa. Ok thì bây giờ mình sẽ dọn đồ vô nha. Anh vô khiên đồ vô bớt trước nha. Cứ cho trên này ăn đi. À, bà khó ăn khó ở nha. Ta. Ok, rồi giờ mình vô mình nhận phòng trước nha các bạn. À, ở đây thì cũng khá là rộng. Các bạn nào chưa biết thì lần nào mình đi muốn review cũng ở cái chỗ này hết. Đó. À, có 40 ngàn. Đậu ngay đó luôn, ô tô ngay đó luôn các bạn. Rồi nè ha. Đó, mình đi ra. Đó. Mình đóng cái cửa này luôn. Thì dọn đồ vô thì cũng đơn giản lắm các bạn. Cái phòng này đợt trước mình đi với mấy đứa cùng ở phòng này. Rồi cũng là phòng nhà. Em cũng gì vậy? Có ghế chặn lại các bạn. Giờ mình dọn đồ vô nha. Ok, giờ mệt quá rồi. Giờ thì chắc không đi đâu ăn đâu. À, có con nhỏ nên chắc đặt đồ ăn về. Ăn uống nghỉ ngơi xong chiều mình sẽ đi một vòng mình chơi nghỉ ngơi. Sáng mai mình sẽ về sớm. Thì nếu mà có chiều mà có gì hay nữa thì mình sẽ quay thêm cho các bạn ăn uống cà phê như thế nào luôn ha. Tiếng rồi, chưa có mưa. Mưa các bạn, đâu mưa lớn lắm. Các bạn nghe không? Mưa đâu bên kia kìa. Nè nè, bên đây vô. Mưa lớn lắm á. Hả? Mưa bên kia kìa. Ôi máy lần tiên thấy cái trường hợp này luôn á. Mưa đâu tuốt bên kia mà bên đây.
Dạ. Cái này nói gì? Cái này nói sao? Ừ. Con gái mà sao? Ừ. Hả? Ư à. Nói gì nè? Ư à. Ha. Sao? Lại nào? Lại nào? Ư à. Nói gì á? Gì cười tiếng mắt luôn à? Ừ, dạ ăn cháo nha. Mẹ đút cháo ăn hết nha. Ba đặt đồ ăn cho ba mẹ ăn nha. À. Ôi, này đẹp ghê các bạn, nguyên cái vườn luôn nè, từ qua bên đây luôn nè, ôm theo cái sườn luôn á, ghê không? Ôm theo cái sườn núi á. Với cả nhà thì kết thúc video phần thứ 3. Thì qua cái chuyến đi chơi này thì nói chung là cũng vui đó, cũng có nhiều cái trải nghiệm mới các bạn. Thì hiện tại mình đang ở trên quốc lộ 28B, quốc lộ 28, nói chung là đèo Gia Bắc á, để mình đi về nha các bạn. Đó, trên đây thì rất là đẹp, yên tĩnh, mình đi về sân sông. Thì sắp tới thì gia đình mình sẽ có chuyến đi tiếp theo thì đi đâu thì các bạn cũng đón chờ xem nha. Thì nói chung là chắc cũng phải nghỉ ngơi, và mình sẽ đợi cái máy lạnh, cái máy lạnh EcoFlow đặt máy bây giờ chưa về các bạn, gần 2 tuần rồi. Nói chung là cũng sắp có về cái máy lạnh EcoFlow. Đó, cũng khá là nhiều việc để làm. Thì dự trù là gia đình mình sẽ nói chung là cũng sẽ đi với cái xe này một năm, ngày tích góp rồi dư giả và nghiên cứu đầy đủ về cái mobile home. Thì chắc có thể là tụi mình cũng sẽ nghiên cứu làm một chiếc mobile home để đi di động rồi các kiểu cho nó thoải mái các bạn ha. Còn cái xe này là chủ yếu là đi này nọ, đi trong thành phố, đi tiệc tùng ok đó. Thì mobile home thì đang nghiên cứu và mình phải biết lái, phải có bằng B2 và phải lái được cả số số sàn. Nó hơi căng vì đi đường dài thì mình nướng hết số tự động hơn. Miền Nam mình không có về cái dạng xe đó mà số tự động đó. Thì nãy giờ đi từ lúc Đà Lạt gần 6 giờ, giờ là 7 mấy hả? Ủa 7 mấy ha? Tính là mới có 1 tiếng mấy à? Hồi tiếng rồi tới 1 tiếng 45 à? Đây có nguyên cây mít không luôn các bạn đó. Đâu rồi? Đó, mít quá trời mít luôn đó. Bây giờ tụi mình di chuyển về nha. Mít quá trời luôn á, đẹp là đúng đẹp luôn. Hả? Đó, may ở trên đó các bạn. Bay là rất là nhiều luôn. Đó. Đẹp. Cảnh đẹp. Ok. Bây giờ mình đi về nha.